và nó độ chi tiết của logo này. Hàng đây hàng đấu mạng về nha bác, cực đẹp nha, chính là bãi lợi tra nặng hơn 30 kg và công suất nguồn lên tới 400W chạy 16 xò. Không có dòng loa nào có thể làm khó em nó, đặc biệt chính là bãi lợi tra ghép với những dòng loa như là có công suất lớn hay là dòng loa khó tính như là Diatom Onkyo, và đặc biệt đánh những dòng sạc Queen Vega RBL rất là căng. Series con này là 5383 nha. Đây là tổng quan phía sau của nó các bác, tất cả rác mạ vàng đó nha. 5383 là dây nguồn này. Trạm loa đến hai cầu loa ABA cộng B cho kháng 4-16 ohm. Đây các bác nhìn cái ô cố này, thiếu mỗi thùng xốp thôi nha. Mới cứng luôn. Chính là bãi lợi tra mạch bóng gương. Đây là phía trên nóc của em nó. Mới tinh. Mời các bác cùng xem luôn cấu hình bên trong. Với cấu hình chính là bãi lợi tra thì không bao giờ làm các bác thất vọng rồi. Quá khiếp khủng. Dòng đầu lớn nhất nha các bác. Như mới nha, 23.500.000 bao gồm phí ship. Nếu chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt là con này là 200.000, còn 23.300.000 bao ship tận nơi. Còn cọc tiền các bác cọc giúp em khoảng 10%, khoảng 2.000.000 trở lên là em ship hàng tận nơi. Các bác nhận hàng và kiểm tra hàng thanh toán số tiền còn lại. Vâng, đây là cấu hình bên trong của em nó. Nguyên mộc mạc nha các bác, sườn là mạ đồng. Mỗi vế là chạy 8 sò, tổng 16 con sò lát. Tăng phô nó khí khủng rồi, nặng trên 30 kg. Đây là phần bo mạch nhận tiêu đầu vào. Đấy. Chính là bãi lợi tra. Bác nào muốn sưu tầm em nó thì liên hệ cho em Series 5383. Mới về trong ngày hôm nay, một trong những sản phẩm khủng long và cũng khá lý mà bác. Lâu lắm rồi em mới về được con như này. Chính là bãi hiếm đấy nha bác. Bác nào cần con khủng long này thì để về trị loa thì đối với con này thì trị loa là full cũng được, 30-40 ghép vang karaoke là vô tư nha bác. Gỗ đây, con này như rơi thùng xốp, như cuối thùng mới khiếp. 23.500.000 bao ship tận nơi nha các bác. Giá em để cho các bác là tốt nhất, và cũng như là hàng là chắc nước ngoài về, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam, để các bác mình sử dụng một con âm ly nó đầy đủ yếu tố là nó chất lượng. Đây là 0983 nha các bác. Mà con này không có đâu các bác, không có con thứ hai đâu, hiếm lắm. Tại vì nó là dòng gọi kiểu như là limited đấy không. Nó ngang là 46 và cao là 20 cả đế chân. Đây cái bóng piano này các bác. Nhìn cảnh này. Mới toàn. Con này các bác để trong phòng khách. Gọi là hết bài. Điện là 100V nha. Cái nước này, cái nước thép cái phần tản nhiệt này. Như vừa sản xuất luôn. Có thấy cái bo gỗ. Con này em đang giao là 28.500.000 nha. Bao giá thị trường cho các bác mình chơi luôn. Tốt nhất. Victor ML10 như mới nha. Lên đèn cho các bác. Đánh hai cầu lo này. Nhảy rồi đi nó chuyển qua đèn vàng nha. 28.500.000 bao gồm phí ship, chuyển khoản đủ em bớt 300. Giá thì em cân đối hết cỡ cũng như là tốt nhất để các bác sở hữu luôn nha. Ở thời điểm bây giờ là cân đối tốt nhất rồi. 28.500.000 nha các bác, 28.500.000 bao gồm phí ship. Cọc tiền, cọc giúp em khoảng 2.000.000 trở lên. Thì các bác nhận hàng thanh toán là 26.500.000. Liên hệ cho em chiếc 2 số điện thoại phía trên màn hình. Mé thì gần như mới luôn. Chụp nó quá mới không. Có nhìn bóng quá lên nét nổi luôn. Tại vì bóng piano đó. Đấy, có thể. Rồi em sẽ mở cái cốt máy ra để các bác cùng xem được cái nội thất bên trong nha. Nó khủng như thế nào. Đây các bác thấy nó khiếp khủng chưa. Trục tầng phô các bác. Lần đầu tiên em thấy một cái tầng phô một bàn mà to như thế này quá. Các bác thấy những con 937 của Sansui nó to rồi. Con này to hơn rất là nhiều luôn. Phải xì hết bằng tay rồi mới được. To khiếp luôn nha. Hai tủ cho mỗi vé. Tản nhiệt bằng phần ấy không khí nha các bác. Tản nhiệt hai bên nha.
siêu khủng luôn. Của Victor đó các bạn. Một model sản xuất số lượng. Đấy, bác nào sưu tầm em này thì liên hệ liền cho em nha. Giá em đang để gọi là siêu siêu tốt, 28 năm đã bao gồm phí ship. Các bác mà sở hữu được một con Victor nổi tiếng của hãng ML10 răng Boturi, đẹp gần như mới, thiếu búa thùng xốp thôi. Mà các bác nhìn cái vỏ gỗ này, nó đã sao luôn. Bằng chuyển về mà nó mới. Cả vỏ gỗ con này nặng khoảng 30kg nha các bác. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác. Lôi ra để các bác cùng xem cái cấu hình nó như thế nào thôi. Còn má thì em bao riêng tuyệt đối nha. Còn đồng hoàn hảo hết. Về con này các bác về ghép những dòng loa JBL, loa cây, loa cột vân vân, loa Nhật, loa Âu đều đánh tốt hết, vì độ kháng rất là rộng, từ 4 đến 16 ohm là chơi hết các dòng loa.